idol top top 12 triệu followers công khai nghĩa mai nhãn hàng trả tiền công ích, đem 3 triệu về mua đồ nướng ăn rồi ngủ nằm mơ đi. Dân mạng chia phe tranh cãi. Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về chuyện của má cám Võ Thành Ý, TikToker có 12 triệu người theo dõi và một brand tạm gọi là A trong vấn đề thỏa thuận giá cả. Cụ thể, Võ Thành Ý đã đăng một status không hài lòng. Kênh TikTok 12 triệu followers đi ngã giá quay 3-4 triệu đồng một clip thì tốt nhất mình nên lấy 3-4 triệu đó về mua đồ nướng ăn xong rồi ngủ mơ giúp em. Trước những ý kiến trái chiều, Võ Thành Ý đã có bài đăng giải thích sự việc trên trang cá nhân. TikToker này cho biết mình đã có gần 6 năm làm việc trên các nền tảng mạng xã hội và đã gặp rất nhiều khách hàng, được nhiều brand liên hệ nhưng chưa bao giờ quạo như với brand A mới đây. Theo đó, giá quay video của mỗi người là khác nhau do dựa vào số tiền đầu tư, chất xám và sức ảnh hưởng. 500.000 người follow thì không thể nào bằng 5 triệu người theo dõi. Khi brand A liên hệ, Võ Thành Ý đã gửi báo giá cụ thể, phía nhãn hàng lại nhắn rằng sẽ gửi cho TikToker này 3 triệu, bao gồm cả tiền xe và tiền quay vì mình book mấy bạn TikToker kia chỉ có như vậy. Không đồng ý với con số này nên Thành Ý không nhận, không trả lời tin nhắn nhưng brand vẫn nhắn hỏi nhận không. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Võ Thành Ý cho biết phía nhãn hàng liên tục gọi điện thoại làm phiền gia đình mình liên tục, năn nỉ nhận dù đã bị từ chối. Câu chuyện này đang nhận được sự chú ý của mọi người, thậm chí chia phe tranh cãi. Một nửa đồng tình với Võ Thành Ý về số lượng người theo dõi như vậy thì 3-4 triệu cho một clip là quá ít. Hơn nữa, đã có được 12 triệu người theo dõi thì Thành Ý đã phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức nên cũng cần được trả công xứng đáng. Nhưng bên cạnh đó, việc Võ Thành Ý thể hiện thái độ mỉa mai nhãn hàng trên Facebook cũng khiến cho một nhóm netizen cảm thấy không vừa mắt. Họ cho rằng nên thận trọng đồng tiền khi còn kiếm được, đừng chê bai rồi một mai một chút cũng không kiếm ra rồi hối hận không kịp.